Dạ con xin chào cô chú các bác anh chị đã đến với kênh Lục Tỉnh Miền Tây à. Thì hôm nay thì con có tiếp tục về được một số cây như là khế chua và một cây chiếu thủy. Trong đó có 4 cây nguyệt quế và 2 cây bông trang tàn thuần chậu nha cô chú. Con cũng cảm ơn cô chú các bác trong thời gian qua đã ủng hộ cho bãi kiển của cháu, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ số điện thoại của cháu là 0939707168, số đó cũng là số Zalo của cháu luôn nha. Cô chú có chốt cây thì điện qua trực tiếp Zalo của cháu hoặc là số điện thoại của cháu ha, các bạn rồi cháu sẽ chụp hình gửi cây lại nếu cô chú xem không rõ à. Rồi cháu xin phép vô cây mã số 1. Số 1 là một cây khế này là khế chua nha cô chú. Cây này một cái củ rất là dữ, cây chơi bonsai lùng lực à. Dạ, đây. Cây này thì cháu mới đệm một nước dây ha. Cây này khi đi thì cháu sẽ bó bầu gốc chậu à. Đó. Cây này cháu đệm mới một nước dây. À, cháu đo thông số thì cháu sẽ quay lại một vòng ha. Chiều cao là được 41 chiều cao. Cây này thì cháu đang tính theo giá cây phôi nha cô chú. Tổng cái hoành tại vị trí được 80. Cháu xích lên trên chút. Tại này đo 2-3 vị trí ha. Đo 2-3 vị trí đi. Tại vị trí này được 69 ạ. Cây này nó lùng lực rất là đẹp ha cô chú. Cây mã số 1 khế chua. Cây này là khế chua nha cô chú. Cây mã số 1 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 4.500.000. 4.500.000 cho mã số 1. Một cây khế chua. Rồi cháu xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 2 là một cây chiếu thủy. Một cây chiếu thủy nha cô chú. Cây này là cây bay. Một cây bay đã thuần chậu rồi nha cô chú. Cây này khi đi thì cháu sẽ đóng kiện, đóng khung cho cô chú nha. Cháu điểm được một nước dây rồi. Nhưng mà cốt cành của em nó rất là to ha cô chú. Cốt cành em nó rất là to luôn. Đó, chiếu thủy. Rồi cháu cái này cháu đo cành bay. Tổng cái cành bay của em nó là được 55. 55. Cây rất là quái luôn nha cô chú. Cây rất là quái. 20 cái hoành tại vị trí nè. Cái củ đế rất là đẹp ha. Đây cái này cháu đo tổng thể nguyên một cái củ đế của nó đây. 67 à. Đây. 67, cây thì nói chung thì rất là sạch cây ha. Đế rất là quái luôn. Chú nhìn tổng thể cái dàn đế của em nó ha, rất là quái ha. Đây cháu đo cái tán ngang. Hạo cái tán ngang của em nó là được 45. 45. Cây mã số 2, cây mai chiếu thủy này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 2.800.000. Là bao gồm phí vận chuyển, phí ship cho cô chú luôn rồi á. Đó. Cây này khi đi cháu sẽ đóng kiện nha cô chú. Rồi cháu xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 3 là một cây sung. Này là sung nếp nha cô chú, sung nếp, sung quả ha. Cây này cô chú trồng sẽ có quả nha cô chú. Hồi đợt trước thì nó có quả rồi. Nó có quả rồi nhưng mà cây nó chưa có đủ sức của nó ra quả thì hơi ít tí ha. Cây mã số 3, cây sung nếp. Cây cũng rất là quái ha. Cái này cháu hơi khó đo ha. Tại vị trí được 34. Rồi cháu đo một cái hoành cổ của em nó được 21. 21 cái hoành cổ à. Đó. Cây rất là đẹp luôn. Rồi cây mã số 2, mã số 3. Mã số 3 này cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 650.000, bao gồm phí vận chuyển luôn nha cô chú. Bao gồm phí vận chuyển. Khi đi cháu sẽ vô cái chậu vậy luôn ha cô chú. Đi luôn nguyên cái chậu ha. Rồi tiếp theo là mã số 4 là cháu lên 4 cây nguyệt quế. 4 cây nguyệt quế này thì cháu xin bao ship trong bán kính 200 cây số. Còn ví dụ như cô chú nào ở ngoài vùng ngoài Bắc đồ này kia thì có gì hỗ trợ phí ship cho cháu vẫn gửi được ha. Cháu sẽ ghép xe đi xe chành. Đó, rồi cháu sẽ xây. Cây rất là đẹp luôn cô chú ơi. Cây bứng về thì nói chung á, thì nó nằm ở trên, nó nằm ở trên cái chậu á, chứ nó không có phải là cháu bứng đất ha. Bởi cái cây nó rất là mạnh. Không xuống lá, không tuột gì hết ha. Cây lành tích hết. 4 cây này nói chung lành tích hết. Liền sẹo luôn. Đế thì rất là đẹp. 4 cây này cô chú nào mà có biệt thự hay là công ty rồi á, mình để một bên một cây ha,
hai bên hai cây rất là đẹp luôn. Đế thì nói chung chảy đều rất là đẹp luôn. Tàn mâm thì ống mịn hết rồi ha. Bông rất là thơm. Đó. Chi cành cũng nuôi rất là lâu ha, bẻ qua nhạo hết rồi. Rất là đẹp cái dàn đế luôn. Rồi cháu xin phép đo cái hoành đi, rồi cháu sẽ quay lại một vòng nữa ha. Hoành tại vị trí này là được 51. 51 ạ. Nguyên cái nồi đế đặt của em đó. Nồi đế đặt của em nó là được 130. 130. Đây, đặt khừ luôn nha cô chú. Bốn cây này là cháu bứng ở trên chậu bứng xuống nha cô chú. Cây nói chung thì đã thuần rồi. Cây ok sống khỏe, cây thì rất là già luôn. Nó có khía y gan như là cây sari ha cô chú, rất là đẹp ha. Lâu lâu cháu mới săn được mấy cây ha. Rồi, cháu đo chiều cao cái thước kéo rồi. Chiều cao của em đó, cô chú nào có chốt một cặp đi ha. Hoặc là bốn cây về chơi cho nó đẹp. Chưa? 2m1 chiều cao nha cô chú. Tới mặt bầu. Rồi cháu đo tán ngang. Tán ngang của em nó là được 1m7. 1m7 à. Cây rất là tàn, rất là ẩm mịn luôn ha cô chú. Rất là ẩm mịn luôn. Cây thì nói chung liền lạc sạch cây. Cô chú có biệt thự công ty đồ này kia để ha, nhà xưởng đồ để một bên một cây, hoặc là mua bốn cây về chơi luôn đó. Rồi bốn cây này thì cháu bao ship trong bán kính 200 cây số ha. Cô chú nào ở vùng ngoài thì liên hệ với cháu, cháu sẽ dẫn gửi được ha. Cháu ghép xe chành mã số 5. Cây mã số 5 này thì cháu xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 16 triệu. 16 triệu nha cô chú. 16 triệu à. Rồi cháu xin phép đổi cây. Vô. Tiếp theo là mã số 6. Tiếp theo là mã số 6. Đẩy vô trong nè. Dướng. Đó, tiếp theo là mã số 6. Bốn cây này thì cháu bao ship trong bán kính 200 cây số ha. Và hồi nữa cháu sẽ lên hai cây trang đỏ lá nhỏ cũng bao ship 200 cây luôn. Đó. Này cháu mới tỉa nè nghe cô chú, chứ không phải lá nó rụng ha. Này cháu mới tỉa ha. Đó. Mới tỉa cho cây nó sạch đẹp lại. Cây thì vàng đế cô chú nhìn rất là phê ha. Rồi cháu xin phép đo thông số cái hoành trước đi. Nói chung bốn cây này nó đồng thanh đồng thủ lắm cô chú ơi. 59 hoành tại vị trí này ạ. Nguyên cái củ đặc của em nó là được 115. 115. Đó, tại vị trí này nha cô chú. Cây rất là liền lạc sạch đẹp luôn ha, không bị lỗi gì hết ha. Rồi cháu xin phép đo cái tán ngang. Cái tán ngang của em nó là được 1m7 luôn ạ. 1m7. Chiều cao. Chiều cao nó là 2m2. Chiều cao là 2m2. Cây mã số 6 này cũng có giá là 16 triệu. Cây mã số 6 cũng có giá là 16 triệu. Bốn cây này nói chung cháu bán đồng giá 16 triệu một cây nha cô chú. 16 triệu một cây là bao gồm phí vận chuyển với cô chú trong bán kính 200 cây số ha. Khi đi cháu sẽ đi xe tải nha cô chú. Cây rất là nặng ha cô chú. Lâu lâu cháu mới săn được một cặp rất là đẹp ha. Rồi cháu xin phép đổi cây luôn ha. Nó hơi nặng tí xíu cô chú chờ cháu chút xíu nha. Rồi cháu xin phép lên cây mã số 7. Đây mã số 7. Ra chút nữa. Cây thì nói chung thì rất là đẹp luôn. Được rồi, để gì đi. Rồi quay xong rồi sửa lại. Không có dướng đâu. Ừ, anh vừa ấy vừa dịnh. Tại vì quay cái này thì nói chung thì nó cũng đỡ được chút đỉnh ha cô chú. Nó không có bằng như cái mâm xay của mình ha. Nhưng mà nó cũng rất là đỡ.
Quay thì cô chú cũng dễ nhìn được tí xíu, đỡ hơn dưới đất. Cây thì liền lạc hết ha. Đó. Và cây này cái mặt tiền đây. Đó, cái mặt tiền đây. Rồi cháu xin đo chiều cao luôn ha. Đo chiều cao đi. Coi tới chưa dèm. À, coi tới chưa. Chiều cao nó là 2m3. 2m3, nói chung cái chiều cao mấy cây này cũng na ná không à cô chú ơi. 2m1, 2m2, 2m3 vậy đó. Tán ngang cũng 1m7 luôn. 1m7. Rồi cháu xin phép đo một cái hoành. Hoành của em nó là được 55. 55. Rồi cháu xin đo một cái tổng một cái bệ đế của em đó là được 139. 139 nha. Đó, 139. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú. Thân thì nói chung thì lắc lượng ha. Cây này thì nói chung thì nó chỉ có cái lỗi nhẹ chút xíu ở đây nhưng mà không thành vấn đề gì hết. Đó. Nó không có gì hết, không ảnh hưởng gì về cái cây hết cô chú. Sàm đá cứ ngắt hết rồi. Cốt cành cũng rất là to ha cô chú. Rồi, cây mã số 7 cũng có giá là 16 triệu. Bao ship 200 cây số ha cô chú. 200 cây số. Rồi cháu xin phép xuống cây để cháu lòi thêm cái cây số 8 qua. Đó. Cây rất là đẹp luôn. Cô chú nào chốt thì chốt hai cây để nhà xưởng cũng được, công ty cũng được, hoặc là mình để ở ngoài biệt thự ha. Biệt thự cũng rất là đẹp luôn. Cây bao cô chú là sống khỏe ha. Những cái lá này là không phải là rụng nha cô chú. Cháu cắt tỉa nha cô chú. Đó. Rồi con xây. Để con xây vòng cho cô chú tham khảo ha. Đế thì rất là đẹp luôn. Đó. Lâu lâu mới săn được có một vài cây gì đó cô chú ơi. Rồi cháu xin phép đo chiều cao luôn ha. Đây cái mặt tiền nó nằm vậy luôn nha cô chú. Mặt tiền của em nó là như vậy luôn á. 2m3 luôn cô chú ơi. 2m3. Cái tán ngang hảo, cái tán ngang. Tán ngang của em nó cũng 1m7 luôn ạ. 1m7 luôn. Ba cây thì bốn cây này thì nói chung thì nó cũng na ná với nhau vậy đó cô chú. Cây này mã số số 8. Mã số 8. Đế thì nói chung thì rất là đẹp luôn ạ. 57 hoành tại vị trí này ạ. À, cháu xin phép đo nguyên cái vàng nồi đế của em đó. 120. 128 ạ. Đây cháu đo cái hoành. Ủa cháu xây một vòng. Đó, rất là đẹp luôn ha cô chú. Đế nở dách ha. Đế nở dách luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này cô chú để mặt tiền bên nào cũng đẹp hết ha. Nói chung bốn cây này vàng đế rất là đẹp cô chú ơi. Đó. Để con xây ha. Đó. Cây thì nói chung thì trong chậu thì cô chú cứ yên tâm. Mấy cây này về thì cô chú cứ vô chậu mà trồng bình thường ha. Vô chậu trồng bình thường, xuống đất cũng được mà vô chậu cũng được luôn. Là nói chung cái bốn cây này là cô chú khỏi sợ. Đó. Rồi để con đo cái đường kính bầu cho cô chú muốn về vô chậu cũng dễ ha. Cái đường kính bầu thì nó 70 ha cô chú. Cô chú vô chậu 1 mét cũng được ha. Vô chậu 1 mét. 1 mét chín tắc gì cũng được. Nhưng mà mình vô chậu 1 mét đi cho cái cây mình nó phát triển. À. Rồi tiếp theo thì cháu lên hai cây bông trang ha cô chú. Rồi tiếp theo cháu lên hai cái bông trang ở ngoài sau nha cô chú. Cô chú đi ra với cháu ha. Rồi. Cháu có hai cây bông trang ngoài sau. Nói chung bên cháu cũng có mai đồ luôn nha cô chú. Có mai cây ăn trái đồ hết đầy đủ. Đây tiếp theo cháu lên cặp nguyệt quế này cháu bán theo cặp ha cô chú. Đó, cặp nguyệt, ủa cặp này là trang đỏ lá nhỏ. Mặt bông nó rất là đỏ tươi luôn ạ. À. Cây thì nó đang phát triển sung ha.
lá lá non ra phát triển hào hào rồi, tại vì mấy cây này cháu mới bấm tàn lại chứ bữa hổm tàn nó dày lắm nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo cái chiều cao đi, rồi cháu sẽ hạo xuống dưới. Chiều cao nó là được 1m8 nha cô chú, hơn 1m8 á. Hai cây thì chiều cao nó na ná với nhau, khoảng 1m8 cái tán ngang. Cái tán ngang tại vị trí này là được 2m4 à, 2m4. Hai cây thì nói chung thì nó na ná nhau, thì cháu đo một cây thôi ha, đại diện ha. Có cái quà cái thân thì có một cây bự, cây nhỏ hơn tí xíu. Đó. Đây cháu đo cái hoành thân của em nó đi. Hoành thân của em nó là được 21 à, 21. 21 hoành nha cô chú. Rồi mấy cây này thì nói chung thì nó na ná với nhau vậy đó. 15, 16, 17, 18, 20 mấy. Đó. Dạ. Rồi cháu đo nguyên một bệ của em nó ha. Nguyên bệ là 72, tổng nguyên một bệ nha cô chú. Đó. 72 à. Cây cặp này coi cháu cũng bao ship trong bán kính 200 cây số ha. Nếu cô chú nào có ở xa ở ngoài Bắc đồ này kia hoặc là vùng ngoài đó thì alo với cháu ha, rồi cháu sẽ gửi xe chành đi. Trang đỏ lá nhỏ à. Dòng này bây giờ cây bự giờ cũng hơi khó kiếm mấy cô chú. Rồi tiếp theo cháu qua cây mã số số 9. Cái cây bên đó số 9, cây này số 10 nha cô chú. Cây số 10 thì hai cây cái tán ngang với cái chiều cao thì na ná với nhau á. Nó vô được một cặp à. Nói chung giờ kiếm mấy vàng trang này là rất là khó hả cô chú. Rồi để cháu đo tổng nguyên một cái bệ của em đó ha. 112. 112 tổng nguyên cái bệ đó ha. Cái này nói chung thì cũng rất là nó gì liền cốt hết nha cô chú. Nó liền cốt hết ha, không có tách rời. Thì nói chung thì cháu đo một đại diện, một về hoành thôi. 15 hoành. 15 12 11 8 9 gì đó cũng có ha cô chú. Cháu đo đại diện một hai cây đó ha để tham khảo thôi. Rồi cặp bông trang này là cháu xin giao lưu một cây là 15 triệu nha cô chú. 15 triệu, một cặp là 30 triệu, cháu bao phí ship trong bán kính 200 cây số. Nếu mà cô chú nào ở xa thì cháu sẽ gửi xe chành đi ha. Có gì cô chú hỗ trợ cho cháu chút đỉnh tiền xe thì cháu vẫn gửi được à. Thì cuối clip thì cháu xin chào cô chú các bác anh chị, cháu chúc sức khỏe cô chú các bác anh chị nha. Cô chú các bác anh chị có xem kênh thì nhớ ủng hộ kênh giùm cháu, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. À. Dạ xin hết ạ. À.